kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, nhà sàn là một sản phẩm văn hóa đặc sắc, giữ vị trí quan trọng trong đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc Tày Cao Bằng. Trong bối cảnh giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, vùng miền diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, thì việc bảo tồn, giữ gìn các nếp nhà sàn truyền thống cũng có thể ví như việc góp phần giữ lửa bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến thăm những ngôi nhà sàn ngay tại thành phố Cao Bằng, cùng gặp gỡ những người yêu nhà sàn, những người đã và đang giữ nếp nhà sàn truyền thống ngay giữa thành phố nhộn nhịp, nơi mà hầu hết đều là nhà xây và có nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại. Chọn làm nhà sàn truyền thống. Đến thăm nhà sàn của anh Đạt, nơi xung quanh là cỏ cây hoa lá, khiến cho ai đặt chân đến đều có cảm giác thoải mái, thư giãn, hòa mình với thiên nhiên. Anh đã dựng nhà sàn truyền thống không chỉ là không gian sinh hoạt của gia đình, mà anh còn mở rộng, tăng số phòng để làm homestay, phục vụ khách du lịch. Xây dựng ngôi nhà là điều quan trọng của cuộc đời mỗi người. Việc lựa chọn làm nhà theo sở thích hay làm nhà hiện đại phù hợp với xu thế hiện nay là điều mà anh Đạt đã trăn trở bấy lâu nay. Tuy nhiên, niềm đam mê với nếp nhà sàn, muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày đã thôi thúc anh và gia đình quyết tâm xây dựng ngôi nhà sàn truyền thống. Tôi là người yêu thích văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, văn hóa truyền thống không phải cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, mà chúng ta vấn đề là phải biết lựa chọn những cái gì tốt đẹp, chất lọng và thậm chí là nâng tầm nó lên để cho văn hóa truyền thống nó được phù hợp hơn với cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh sống hiện tại. Cái ngôi nhà sàn hiện nay bây giờ cũng còn là rất là ít, kể cả ở các vùng thôn quê cũng thế. Thôn quê ngày xưa rất nhiều nhưng bây giờ thôn quê cũng nhà sàn cũng càng ít đi. Thế thì tại sao như thế? Bởi vì làm một ngôi sàn thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với lại làm một ngôi nhà xây bình thường. Và hơn nữa thì cái ngôi nhà sàn thì nó lại cần không gian, ít nhất là nó không gian nó phải khoáng đạt, nó có vườn cây, có sân, có trồng cây. Thế thì tôi ở cái khu vực này thì đất nó ở hơi trên cao, nên tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rằng là mình dựng một ngôi nhà sàn ở đây thì nó rất là phù hợp. Chính vì thế mà tôi dựng ngôi nhà sàn. Tôi không nói giữa ngôi nhà sàn và một ngôi nhà sàn truyền thống và một ngôi nhà bê tông hiện đại thì cái nào sẽ tốt hơn cái nào hay hơn cái nào, bởi vì cái đấy thì nó phụ thuộc vào cái sở thích của mỗi cá nhân đấy. Và hơn nữa là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế, rồi là yếu tố vị trí ngôi nhà vân vân. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau. Đối với tôi thì tôi lựa chọn ngôi nhà sàn này bởi vì thứ nhất là tôi yêu văn hóa truyền thống, thứ hai là tôi cũng muốn là qua cái hình ảnh ngôi nhà sàn này thì quảng bá ra bên ngoài cái nét đẹp văn hóa của người truyền thống người Tày Cao Bằng này. Nhiều năm nay, ngôi nhà sàn đã đón không ít lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh, là nơi có không gian thoáng đãng, tầm nhìn đẹp, bao quát được thành phố. Ngoài yếu tố chính như kiến trúc ngôi nhà thì anh Đạt rất chú trọng đến những chi tiết trong ngôi nhà, vì anh muốn tái hiện không gian văn hóa người Tày ngày xưa. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải có thời gian, công sức để tìm hiểu, sưu tầm những vật dụng của người Tày. Bởi vì chót yêu giá trị truyền thống của dân tộc mình mà anh Đạt đã kỳ công sưu tầm những đồ vật gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động và văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Tày. Từ chiếc chiếu cách đan thủ công để trải sàn, từ việc giấu đường dây điện bằng cây trúc, từ những chiếc giỏ đan đựng vật dụng trong gia đình, đến chiếc bàn trúc, ghế ngồi bện bằng rơm dạ,
những tấm vải thổ cẩm hay những bức tranh treo tường, cây đàn tính. Tất cả chi tiết nhỏ mà tinh tế đã tạo nên bức tranh tổng thể về văn hóa truyền thống của người Tày ngày xưa, để mỗi người khi đến đây đều hiểu hơn về đời sống của cha ông ta trước kia. Thật ra thì nhà sàn hiện nay ấy, có rất nhiều người ta làm nhà sàn ở phố và người ta cũng có những cái cách tân nhất định, mà đặc biệt là nhiều người ta phối hợp những cái nét hiện đại, ví dụ như là ô cửa kính hoặc là rèm cửa hiện đại vào, thì nó cũng có một cái nét đẹp riêng đấy, phải nói là nó cũng nét đẹp riêng. Thế nhưng đối với bản thân tôi thì tôi muốn giữ nguyên tối đa cái nét văn hóa cổ truyền thống, chính vì vậy mà tôi không một chút nào gọi là nét hiện đại ở đây cả, không có sắt, không có inox, không có mái tôn hay là cửa kính khung nhôm hay gì cả, tôi vẫn giữ nguyên cái nét mộc mạc này. Và trong ngôi nhà ấy thì tôi cũng cố gắng sử dụng những cái đồ vật mang tính truyền thống nhất, ví dụ như là tôi cũng đặt đan một cái tấm cót mà ngày xưa cha ông bà chúng ta vẫn hay dùng đó. Và bàn ghế thì bàn ghế trúc, hay là tôi tìm kiếm sưu tập những cái hiện vật văn hóa cổ, ví dụ như là đàn tính này, rồi là nón của người Tày này, những cái gùi này, rồi là nhìn chung là những cái đồ văn hóa cổ ngày xưa, để làm sao mà khi bước vào ngôi nhà này thì người ta có cảm giác như là đang trở về với lại một cái thế giới văn hóa cổ của địa phương ngày xưa. Thực tế, nhà sàn về phố chưa bao giờ lạc lõng, những người chủ mới vẫn luôn tìm cách để thích ứng với nó và ngược lại, tạo cho nhà sàn một môi trường thân thiện. Nếu nhà sàn của anh Đạt tối ưu hóa những vật dụng truyền thống, thì nhà sàn của ông Lưu Nguyên Lợi, tổ 1 phường Sông Bằng lại có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, là sự kết hợp giữa bê tông cốt thép và gỗ. Tuy nhiên, vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nhà sàn. Từ nhiều năm nay, nhà sàn của ông là nơi sum họp đại gia đình trong những ngày lễ Tết. Tại sàn dưới, ông dành làm chỗ bàn uống nước nhỏ, không gian sinh hoạt thường ngày như nấu nướng, chỗ vui chơi của trẻ nhỏ. Ông cũng muốn sưu tầm những món đồ xưa cũ. Ông Lợi chia sẻ, bản thân có tuổi nên thường hoài niệm, muốn sống trong ngôi nhà sàn cho ấm cúng, gần gũi với thiên nhiên. Nhà sàn dù không tiện cho việc sinh hoạt, nhưng bản thân ông luôn cố gắng không để nó cô đơn ngay giữa phố thị. Và điểm chung khi đến với ngôi nhà sàn của anh Nông Quốc Đạt và ông Lưu Nguyên Lợi đều cho du khách cảm thấy thoải mái, thích thú khi được sống trong không gian của người Tày. Họ chính là những người muốn lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, hướng đến phong cách sống tối giản, hài hòa với thiên nhiên, để mỗi người luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, biết hướng đến những điều chân thiện mỹ. Trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta sẽ phải chạy theo rất là nhiều thứ, cuộc sống vật chất tiện nghi và rất nhiều thứ khác, và đôi khi cái điều này rất là mệt. Thế thì tôi làm ngôi nhà sàn này thì cũng có một cái suy nghĩ rằng là chúng ta khôi phục cái giá trị văn hóa truyền thống, trong đó thì có cái gọi là cái lối sống tối giản ngày xưa ấy. Tại sao bây giờ cuộc sống có quá nhiều đồ vật, rất nhiều là tiện nghi hiện đại, nhưng con người ta vẫn cảm thấy không hạnh phúc? Trong khi đó tại sao các cụ ngày xưa có rất là ít đều đạc thôi mà vẫn cảm thấy cuộc sống nó ổn, vẫn rất là thoải mái, rất là hạnh phúc? Thế thì tôi xây dựng ngôi nhà sàn này và có ý đi theo, không hẳn là tín đồ, nhưng mà tôi có một cái ý nghĩ cũng có thể áp dụng một cái lối sống tối giản. Thế cho nên là như tôi làm ngôi nhà sàn này, chúng ta không cần phải bàn ghế nữa. Nếu nhà xây thì chúng ta sẽ phải làm một cái bộ bàn ghế salon to ủnh ở giữa nhà, nhưng đây thì không, tôi chỉ cần một tấm chiếu cót và một chiếc bàn trúc rất nhẹ nhàng. Nếu có khách đến thì bày ra, mà nếu không có khách đến thì ta có thể bỏ nó đi, ta có thể dọn gọn vào. Nó vừa có một không gian nó rộng rãi, thoải mái, nó lại vừa có thể đáp ứng được cái nhu cầu công việc của chúng ta. Thế còn đối với lại tôi cảm thấy rất là hạnh phúc mỗi khi đi làm trở về nhà, khi mở cửa ra ấy. Đối với ngôi nhà xây bê tông thì chúng ta sẽ phải mở cửa sau một hồi, bởi vì mới vào được nhà, vì trong nhà có những mùi nó ngột ngạt, nó bức bí, nó khó chịu. Nhưng đối với ngôi nhà gỗ như thế này thì tôi mở vào thì nó không có cái mùi khó chịu đấy, và nó vẫn có một cái mùi vị hương thoang thoảng, mùi gỗ
và những cái món đồ vật rất là giản dị của chúng ta nó không hề có những mùi khác, những mùi khó chịu, mà nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, minh mẫn hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhà sàn của người Tày trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều giống nhau ở những nét cơ bản. Song do có sự khác biệt về vị trí địa lý và việc tiếp thu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau về kiến trúc nhà ở giữa các dân tộc cùng sinh sống trên một địa bàn, nên nhà sàn ở từng vùng cũng có sự biến tấu trong một số chi tiết kiến trúc. Và việc dựng nhà sàn ngay giữa lòng thành phố cũng vậy, nó phụ thuộc vào sở thích, nhu cầu của mỗi chủ nhân của ngôi nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là việc giữ gìn hồn cốt ngôi nhà sàn, và chính những người sống trong ngôi nhà sàn ấy mới tạo nên văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là điều cần thiết. Cùng với sự phát triển chung của xã hội, quá trình hội nhập, giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau đã và đang có những tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa dân tộc, từ nếp nhà đến trang phục hay phong tục truyền thống. Một số nét bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một, trong đó tại những bản làng thôn quê, việc những nếp nhà sàn đang dần vắng bóng. Vì vậy, việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị trong ngôi nhà sàn văn hóa truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trọng. Và để làm được điều đó, mỗi cá nhân, cộng đồng cần nâng cao ý thức, giữ gìn nét đặc trưng của dân tộc mình cho thế hệ mai sau.